giải thích làm gì nữa? Nếu mọi chuyện đã quá rõ ràng như vậy rồi. Ừ, tôi đã làm hết á. Ủa, bà nói sớm như vậy bà đã không nghe Khánh Linh là sao cơ? Thì mấy chuyện như là tôi níu kéo mọi người qua trường Mimi, hay là thuê Khoa để test tỉnh được thi á. Anh kêu là anh ghi cóc trong cái USB này nè. Mà nói trước nhá, đây là bài độc quyền, không có một tác giả nào có thể làm ra một cái bài khác đâu, yên tâm đi. Trong đây có chứa bản nhạc mà anh Seven sáng tác cho nhóm. Được rồi, mọi chuyện để bà xử lý cho. Bây giờ con về liền đi. Sinh ra trên đời cha mẹ cho đôi bàn chân, bước vẫn cứ bước chắc có điều gì hối hận. Đã vài lần đặt tay mẹ dành vọng với sự cuộc sống và thứ lên bàn cân, nhưng hết tôi còn sống là tôi còn viết và còn rap, vì tôi cũng chỉ đơn giản một công hiến như là bao con người khác. Sống thật lặng lẽ, nỗi ước mơ thật nhỏ bé và mộc mạc, công hiến cho đời trong từng câu thật chất phát ngồi làm nhạc. À, đã có lúc tôi chỉ như phải dừng lại vì bao trận đấu, nhưng cuối cùng chẳng còn lại gì.